đặt giống mới mà kiểu này là vườn nào có nhiều là đặt trong vòng 1-2 ngày là dính hết luôn nha các bạn. Rồi mình xin chào các bạn nha. Giờ mình sẽ đi thăm lại mấy cái bẫy gắn mối nha các bạn. Mới đặt sáng à. Tại sáng mình đặt trễ quá, 7 rưỡi rồi mới đặt, nắng nó lên luôn rồi. Mình đặt vòng vòng cặp được lỗ rồi nè. Đặt đây nè, đặt dài lại chỗ là nhà của thằng em, thằng cháu á. Ơi, mình thấy dính một con rồi nhưng mà vô tình mình thấy còn một con nữa thì các bạn. Để mình view toàn cảnh này cho các bạn xem ha. Các bạn cố gắng xem hết clip của mình nha. Nếu thấy hay thì nhấn đăng ký và chia sẻ giúp kênh. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn. Đó, bò vô đó các bạn. Rồi bò ra nữa rồi, lần thứ hai rồi. Các bạn thấy không, nó kiếm kiếm đường để nó chui vô á. Nhưng mà nó còn hơi nhát các bạn ạ. À, thấy cái mỏ nó cứ nhụi không. Rồi vô rồi các bạn, vô rồi đó đó đó, các bạn thấy không. Rồi bắt đầu mình lại mình dở luôn nha các bạn. Mình chờ nãy giờ gần 9 phút luôn đó các bạn. Trong 7 mình có một con mà giờ con này là con thứ hai nha các bạn. Đó các bạn thấy không, hai con ở chung đội nha các bạn. Rồi để lập một xuống lấy cho các bạn xem ha. Đó, trời ơi bên đó con chạy nữa kìa các bạn ơi, ngay chỗ đó kìa. Đó các bạn thấy không, nắng quá nắng chắc chát, các bạn thấy không, rõ quá hai con nha các bạn. Cái đầu tiên ha, vô một con rồi còn một con, vô một con rồi còn một con bò vô, mình vô tình mình thấy được luôn, mình quay cho các bạn xem luôn. Đó, giờ mình sẽ đi thăm cái thứ hai luôn nha các bạn. Có dính nữa nè các bạn, để mình vô mình coi được mấy con nha. Trời ơi ba con luôn, quá sướng. Trời ơi ba con uống ngu không các bạn ơi. Đó bạn thấy chưa, chạy lăn xăng kìa. Này mình đặt hồi sáng nha các bạn, mình bỏ vô mỗi cái 4 con dế, giờ còn con đất nè. Mình chim lại cho nó cứng đó. Nếu mà nó có dính đó, đừng có nhảy quá làm con gắn mối mình nó nhát á. Nè các bạn thấy chưa, đó hai con ba con, đó hai cái được 5 con nha các bạn ơi. Đây một cái nè, đó để mình sắp đi thăm hai cái nữa ha. Chúng mánh rồi, chúng mánh rồi các bạn ơi. Nè còn cái nữa mình đặt ngay chân trong đó đó các bạn. Mới sáng sớm 7 rưỡi mình đi, đi mua dế cái về mình bỏ xiết xiết vô mình đặt đại. Mình cũng không biết đặt đâu, mình lủi vô trong mấy cục lùm đặt đại nè. Ó gần chầm mã vô đây nó giỡn giỡn ốc lạnh người. Đó các bạn thấy không, sáng hới rồi. Này chắc không dính con nào. Trời 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 trời, bạn thấy không, con chạy nữa kìa các bạn ơi. Trời trời dính con rồi. Trời trời dính con, còn con nó chạy. Ôi ôi, ổn hết sức. Trời ơi. Ôi ôi, nó chạy vô đó rồi, chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nữa rồi. Dính nữa nè các bạn ơi. Hồi này dính con một thôi, hai con nữa rồi. Để dở nha các bạn. Ừ,
gọi ra luôn rồi. Kìa, ra nằm đó nè. Lắc cái bẫy nó hở miệng ra luôn rồi. Ai da, ra đâm. Rồi đi thăm cái nữa các bạn ơi. Ba cái được hai con, năm con, không thôi được sáu con rồi. Xe chạy. Rồi lắc miệng hôm nhảy nhắn mối ngoài luôn rồi. Rồi đi tiếp luôn. Nó còn cái lục đặt ngay chân đó. Ngang chỗ cột điện quá các bạn. Ổn quá, ổn, nó mới u nu, vàng tươi, nó mới đực. À, mình cũng nói các bạn ha, con đực là hai bên cái mang của nó, hai bên cái ghìa lằn bụng nó màu đỏ nha các bạn. Con cái thì nó sẽ không có màu đỏ, cái đầu nó nhỏ. Nó có đốm bong bong nha các bạn. Đỏ dính nữa kìa. Đi xa xa là thấy nó bò rồi. Mấy con này không biết. Hai chú các bạn, hai chú. Đó. Con màu xám, con màu vàng các bạn. Này nguyên cặp, con được con cái rồi. Mình cố gắng chậm chậm để nó chạy ra nữa. Ổn quá, đi hết con rồi. Đó, bạn thấy không? Đặt gắn mối mà kiểu này là vườn nào có nhiều là đặt trong vòng 1-2 ngày là dính hết luôn nha các bạn. Sướng sướng chưa, bạn thấy được 3 con 4, 5, 6, 7 con. Đáng lẽ mình được 8 con rồi. Nếu con kia mình lại trễ chút xíu nữa, nó chui vô luôn là 9 con rồi. Chạy mất 1 con rồi, xảy mất 1 con luôn các bạn ơi. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Xin chào và xin chúc các bạn lúc nào cũng luôn gặp nhiều điều vui vẻ nhất trong cuộc sống nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.